đang theo dõi chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, bộ phim Vũ Điệu Đón Xuân được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy vẫn đang thu hút sự theo dõi của khán giả. Dàn diễn viên quen thuộc cùng nội dung phim vui tươi nhưng không kém phần sâu sắc khi góp phần đưa nghề lân sư rồng đến gần hơn với khán giả. Cùng với đó là câu chuyện tình cảm vui nhộn dễ thương của các cặp đôi cũng khiến phim chiếm được cảm tình của người xem. Và trong chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay, Thanh Vy xin mời quý khán giả hãy cùng trò chuyện với cặp đôi Lương Thế Thành, Thúy Diễm, cũng chính là cặp đôi Sư và Xuân trong phim. Dạ, đau. Anh đang phụ bả đánh má hồng cho em mà. Em đạp anh bà đốt xuống sông bây giờ. Trong phim Tết Vũ Điệu Đón Xuân, diễn viên Thúy Diễm vào vai Xuân, con gái ruột duy nhất của ông Hùng, chủ đoàn Lân Sư Rồng Hào Dũng Đường. Từ nhỏ lớn lên cùng với những người anh trai nên cô cũng có tạo hình khác hẳn những vai diễn trước đây. Tóc tém, tính cách mạnh mẽ. Còn Lương Thế Thành vào vai Sư, con nuôi của ông Hùng, cùng với những anh em của mình phát triển nghề lân sư rồng của gia đình theo nguyện vọng của cha. Từ tình anh em hay trêu chọc nhau, Sư nảy sinh tình yêu với Xuân nhưng lại không dám thừa nhận. Từ đó xảy ra nhiều chuyện tréo ngoe, tạo nên tiếng cười cho khán giả xem phim. Cái gì kêu ba hả? Sao? Cần gì? Đi ra! Thúy Diễm, Lương Thế Thành xin mến chào quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Và đầu năm mới, hai vợ chồng xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha. Hầu như là năm nào vợ chồng Thành cũng tham gia những phim để mà chiếu Tết phục vụ tất cả quý vị khán giả hết. Và năm nay cũng không ngoại lệ, vợ chồng Thành thì cũng có cơ hội tham gia trong một bộ phim Tết, phim hài Tết. Và hy vọng rằng bộ phim này sẽ đem tới nhiều cung bậc cảm xúc vui vẻ cho quý vị khán giả mùa Tết nguyên đáng năm nay. Khó khăn thì thật sự nó cũng không khó khăn nhiều đâu. Tại vì trước đây Thành cũng đã từng tham gia rất là nhiều phim về võ thuật rồi. Những cảnh hành động thì Thành cũng đọc khá là nhiều. Nhưng chỉ có một cái khó khăn nhất mà từ trước tới giờ Thành chưa bao giờ đảm nhận, đó là múa lân. Trong bộ phim này đặc biệt là vai của Thành cũng như vai của Diễm là đều phải múa lân rồi đánh trống. Đây là những loại hình nghệ thuật mà lần đầu tiên hai vợ chồng mới có cơ hội để mà trải nghiệm. Thì cái đó là một cái rất là khó đối với hai vợ chồng. Mình phải học, mình phải coi các người múa lân chuyên nghiệp họ múa như sao, rồi mình phải bắt chước như vậy. Trong quá trình làm phim thì đương nhiên là cũng phải có các cadre rồi, cũng phải có những người chuyên nghiệp họ múa giùm mình. Nhưng mà mình cũng phải theo dõi, mình học cách họ múa như thế nào để mình khớp với họ. Thực sự đây là một cái dự án rất là đặc biệt, thế nên là Thúy Diễm cũng sẽ có một cái tạo hình rất là đặc biệt cho bản thân mình. Với vai diễn này thì là lần đầu tiên Thúy Diễm quá thân mình một người, phải nói là có ngoại hình như một người tomboy, con trai thực sự luôn. Thành ra là cái mà quan trọng nhất mà khi mà đạo diễn gửi kịch bản cho Diễm và yêu cầu là phim này là phải để tóc ngắn nha. Và như mọi người biết thì Diễm là luôn rất là trung thành với mái tóc dài. Bởi vì mình khá là quen thuộc với hình ảnh nữ tính nữa. Thế nên khi mà hóa thân sang một cái hình tượng khác hẳn luôn, khi mà Diễm đội một cái tóc tém, tóc ngắn, cái hình ảnh đó khi mà Diễm chia sẻ trên Facebook thì ai cũng phải nói là đều nói một câu giống nhau, đó là rất là tiếc cho Thúy Diễm, tại sao lại cắt tóc như thế này như kia. Làm gì cũng cảm thấy rất là bất ngờ nữa, mà không nghĩ là mọi người lại thích Thúy Diễm ở trong hình ảnh tóc dài như vậy. Nhưng mà thật ra thì Thúy Diễm cảm thấy rất là thích khi mà mình có một cái mái tóc tém, tự nhiên cảm thấy là mình năng động hơn, rồi mình men hơn. Và Diễm hy vọng là cái hình tượng này tuy là nó mới mẻ nhưng mà nó sẽ mang lại một cái nhân vật hoàn toàn mới, hoàn toàn mới mẻ. Và mong là quý vị khán giả sẽ yêu thích nhân vật của Diễm. Có một cái nữa cho Thành xin bổ sung, đó là từ trước tới giờ tất cả quý khán giả xem hai vợ chồng đóng trên phim hầu như đóng cặp với nhau, yêu đương tình cảm với nhau. Và trong phim Tết này cũng vậy, cũng là yêu đương tình cảm với nhau. Nhưng những tập đầu thì quý vị sẽ thấy hai thằng đàn ông trong phim. Thành và nhân vật của Diễm là hai thằng đàn ông trong phim, thì nó sẽ có nhiều cái thú vị cho quý vị khán giả xem, và có những cái màn tung hứng hài hước với nhau cũng khá là thú vị. Anh bà đẹp không? Ăn mặc gì mà lố lăng vậy? Chị Hà mới vừa khen em đẹp xong, cái tự nhiên anh kêu lố. Đi vô nhà thay đồ lẹ lên đi. Ê, chiêu viên vừa thôi, tự nhiên
cái kêu người ta vô thay đồ à. Em lựa mấy cái shop mới được cái này đó. Em đừng có nói là em tính mặc cái đồng này rồi đi ra đường cho trai nó thấy nó ghẹo em nha. Anh nói sao? Có nghĩa là em mặc cái đầm này là con trai nó sẽ thích và nó sẽ đi theo em hả? Vậy là em thành công rồi. Ê, cô định vậy thiệt hả? Ừ, thiệt chứ bộ. Anh ba, em hỏi thiệt nha, dưới con mắt của người con trai giống như anh đó, anh thấy em có đẹp không vậy? Ừ? Nhìn vào khỏi phải suy nghĩ, xấu quá. Trong Vũ Điệu Đón Xuân thì Thúy Diễm thể hiện một nhân vật mang tên là Xuân. Nhưng mà khác với cái tên của Xuân á, là một cái cô gái rõ ràng rồi, nhưng mà nhân vật của Diễm lại là đi đứng là ăn nói, và phải nói là cái cách thể hiện đều rặt ra một người con trai rất là mạnh mẽ. Và Diễm nghĩ là nó sẽ là một cái gì đó nó lạ, và giống như là anh Thành vừa chia sẻ đó, thì hoàn cảnh trong câu chuyện nó sẽ mang lại những cái tiếng cười nó trái ngược với những khi mà Thúy Diễm và Lưu Tứ Thành đóng cặp ở những bộ phim khác. Tất nhiên là cũng có đóng cặp chung với nhau đó, nhưng mà cái mối quan hệ này nó rất là tréo ngoe và mắc cười. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ theo dõi và yêu mến hai anh chàng đàn ông này trong phim Tết. Bé Xuân à, chỉ có cái này chị muốn góp ý với em, với tư cách là một cô giáo huấn luyện tinh thần. Có chuyện gì hả? Chị góp ý với em nho nhỏ này được không? Ừ, thì chị thích thì chị cứ góp ý đi. Em làm ơn em bỏ cái chân này xuống giùm chị một cái. Ha, cho hình ảnh của em nó đẹp hơn. Ủa, em thấy em gác cái chân vậy thoải mái mà, có gì đâu phải bỏ xuống. Em bỏ xuống đi, trời ơi. Em gác cái chân như vậy rồi mai mốt bé Phụng nó học theo em rồi làm sao? Chị không muốn bé Phụng bắt chước em bất cứ một cái hành động nào mà nó không có được nữ tính, em có hiểu không? Thì mai mốt Út Phụng nó bắt chước em thì nó cũng sẽ có cuộc sống thoải mái giống em, chứ có gì đâu ạ. Còn nhân vật của Thành tên là Sư, là một võ sư trong gia đình truyền thống là múa lân. Và tính cách của nhân vật của Thành là một người nóng tính, cộc cằn và lầm lì lì, ít nói. Nhưng mà Thành nghĩ phim là phim Tết, cho nên nếu mà mình dựa theo nguyên gốc của cái nhân vật á, thì vô tình cái nó không có cái sự hài hước, nó không có sự vui vẻ vui tươi để mà phù hợp với ngày Tết. Cho nên Thành mới bẻ một chút xíu qua cái tính cách nhân vật của mình, đó là mặc dù anh chàng Sư này là một người nóng tính cộc cằn, nhưng mà anh ta cũng rất là vui vẻ, cũng rất là hài hước, và nhiều khi cũng rất là xàm xàm. Ở trong gia đình mấy anh em nói xàm với nhau, và có những cái màn tung hứng, những cái màn đối đáp với nhau cũng khá là hài hước. Và những cái chiêu trò trong bộ phim này thì mấy anh em như Thành, Thúy Diễm, Thanh Duy và Trường Thịnh, bốn anh em đã phối hợp với nhau làm sao cho nó thật là có màu sắc, nó thật là vui tươi để mà phục vụ khán giả đúng trong dịp Tết Nguyên Đán này. Thay vì là một trong câu chuyện kịch bản sẽ là bốn anh em trong gia đình, phải nói là được đào tạo rất là nghiêm túc, người cha cũng nghiêm túc, và bốn anh em mỗi người một tính cách nhưng mà cũng rất là nghiêm túc, thì bây giờ sẽ là một gia đình tràn đầy tiếng cười. Cứ gặp nhau là sẽ có cái để cười, gặp nhau sẽ là có cái để cười. Múa lân sư rồng là bộ môn quen thuộc được yêu thích, một nét văn hóa đặc trưng tại Việt Nam, không chỉ trong các dịp lễ Tết mà còn được biểu diễn ở các buổi khai trương khánh thành. Nhưng đằng sau bộ phim này cũng là câu chuyện nghề nhiều trăn trở. Đó cũng là lý do khiến Vũ Điệu Đón Xuân trở nên đặc biệt khi là bộ phim truyền hình hiếm hoi nói về nghề múa lân sư rồng của Việt Nam. Để có thể hóa thân thành nghệ sĩ múa lân là một thách thức đối với diễn viên trong phim. Tuần rồi, chúng ta đã được nghe diễn viên Thanh Duy và diễn viên Kha Ly chia sẻ về kỷ niệm vui khi sinh hoạt và làm việc với đoàn Hào Dũng Đường. Tuần này, mời quý khán giả cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ đặc biệt của diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm trong những ngày sống cùng đoàn lân nhé. Và đặc biệt trong bộ phim này, cái mà để cho mình sau khi mà mình tham gia xong mà động lại, đó là như Thành nói lúc nãy, đó là một cái loại hình hoàn toàn mới mẻ đối với Thành và Diễm, hầu như là cũng với tất cả các nghệ sĩ, các diễn viên tham gia trong bộ phim này. Đó là một phim nói về nghề lân sư rồng. Thì cái nghề lân sư rồng này từ xưa tới bây giờ chưa có ai làm phim hết. Và bộ phim phim Tết lần này của đạo diễn Xuân Phước có thể gọi là phim đầu tiên nói về bộ môn lân sư rồng này.
cho nên nó đem lại cho mình cái người nghệ sĩ rất là nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên ngày xưa tới giờ mình hay coi múa lân dịp Tết hay là khai trương cái nhà hàng này nọ thì mình hay coi người ta múa lân, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được quá thân vào những cái nhân vật đó. Mình cầm cái đầu lân, mình cầm dùi, mình đánh trống, rồi mình múa những cái giai điệu trong trong lân đó, nó thực sự là nó mới lạ đối với mình, và cái cảm xúc nó lạ lắm. Cho nên mình nghĩ đây là một phim có thể gọi là không bao giờ mà mình có thể mình quên được. Chắc chắn là sẽ là một cái gì đó nó rất là mới mẻ, cả khi mà nhân vật thể hiện cũng vậy. Thúy Diễm và Lưu Tuyết Thành cảm thấy rất là hào hứng khi mình được chính thân mình múa lân cho khán giả xem, và phải nói là làm những cái động tác rất là khó để mà mình bắt chước theo những cái bạn lân sư rồng chuyên nghiệp á, thì thực sự các bạn phải nói là rất là giỏi và rất là nể nữa. Và ngay cả Diễm và cả anh Thành đều nhìn mà mê mẩn, mà mình cũng sẽ cố gắng tập theo những cái động tác đó làm sao thể hiện được đúng là những người lân sư rồng chuyên nghiệp. Cho nên là Diễm có những cảnh quay là Diễm phải leo lên vai anh Thành nè, rồi tập lân, rồi đánh trống làm sao cho khớp nữa. Thực ra nó cũng là một cái thử thách rất là lớn, và hy vọng là trên phim các bạn sẽ thấy là bốn anh em sẽ là bốn người chuyên nghiệp. Và lần này đặc biệt là mình cũng may mắn là đạo diễn Xuân Phước kết hợp với một nhóm lân sư rồng rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Hầu như là nhóm lân sư rồng này đi thi đấu quốc tế đại diện cho Việt Hào Nam. Dũng thì... Hào Dũng Đường. Hào Dũng Đường. Đại diện Việt Nam đi thi đấu quốc tế rất là nhiều. Và đây là một trong những đội lân sư rồng rất là chuyên nghiệp. Tất cả các anh em rất là may mắn khi được kết hợp với đội lân của Hào Dũng Đường. Khi mà xem anh em trong đội lân sư rồng họ sinh hoạt, rồi họ tập tành, rồi cái cách của họ khi mà họ biểu diễn, mình xem và mình học ở họ để mà mình vận dụng vào những cái vai diễn của mình. Đó là một trong những cái mà rất là thú vị đối với Thành cũng như Diễm. Thực ra thì khi mà được nhìn thấy các bạn múa là mình ngồi ở đây mình mê mẩn theo từng động tác luôn, và cũng rất là vui khi mà bên cạnh cái sự chuyên nghiệp đó thì các bạn lại rất là quan tâm các anh chị em nghệ sĩ diễn viên. Khi mà không có cảnh quay là chỉ riêng tập riêng với nhau ở ngoài từng cách cầm dùi trống sao cho đúng, rồi ông địa là phải đi như thế nào, rồi phải cái dáng đủng đỉnh như thế nào, rồi con lân nó phải chớp mắt, rồi nó phải những cái điệu bộ như thế nào cho nó thật là mềm mại. Thì đó là cả một cái nghệ thuật mà Diễm rất là vui khi được học được một chút gì đó. Từ nãy giờ tất cả những gì mà hai vợ chồng chia sẻ về bộ phim đó là có những cảnh hài hước vui tươi ở trong phim. Thì bên cạnh đó, quý vị khán giả Tết năm nay sẽ chứng kiến những màn múa lân thật là hoành tráng. Tại sao hoành tráng? Là tại vì như Thành nói nãy là đội lân sư rồng Hào Dũng Đường là một đội lân chuyên nghiệp nổi tiếng, và đội lân huy động tới 20+ con lân cho cái bộ phim này. Thì 20+ con lân và mấy con rồng múa trong một bộ phim thì quý vị tưởng tượng cái cảnh nó sẽ như thế nào, thật là hoành tráng. Và quý vị khán giả sẽ nhớ đón xem bộ phim này để xem những cảnh quay nó hào hùng như thế nào. Và cuối cùng cũng xin chúc tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đừng quên tiếp tục ủng hộ những bộ phim hấp dẫn trên sóng truyền hình Vĩnh Long quý vị nhé. Còn bây giờ Thanh Thi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.